Vâng, và giữ đúng lời hứa như em Tuấn đã nói thì từ hôm qua đến giờ thì em lên thần tốc quyết thắng để bán thanh lý xe cho công ty Anh Hoàng. Thì lúc này trong vòng 12-14 tiếng đồng hồ thì rất đông, gần 5.000 quý khán giả cũng như tất cả các bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh của em. Thì hôm nay em trời rất nắng các bác nha. Hôm trước em mua mưa, hôm nay nắng. Nhưng mà hôm nay em vào đây thì em kêu luôn cả vá vỏ vào để có nhiệm vụ thay hai vỏ mới vào chiếc Ford 7600 này, có mọc đồng bộ và giấy tờ. Thứ hai nữa thì chiếc Ford 4600 của cabin này, 4610 của cabin thì hôm nay đã có chủ. Đấy, và em vừa lấy giấy tờ, em vừa giao cho bên đó là biển số 70LA. Đấy, 39142. Và để tiếp tục như lời hứa của em cũng như công ty, thì trước khi các bác mua chiếc xe nào thì lời hứa của em như vậy, thì bất cứ bác nào mua trước thì em phải thay vỏ. Thì nguyên tắc của cái xe này công ty nói với em là một cặp vỏ mới các bác nha. Đây này, thì vỏ này thay ra và chiếc vỏ này cũng thay luôn để đưa cặp vỏ mới đang để trong kia vào trong này. Thì em kêu thợ vá vỏ đến để thay cặp mới vào đây và lấy chiếc vỏ này. Đây, lấy chiếc vỏ này để đưa qua chiếc Ford 4060 cho chủ. Đấy, chiếc vỏ này còn rất đẹp. Đấy, rất đẹp. Thì công ty người ta mua một cặp về để thay, nhưng mà bây giờ công ty bán thì vẫn phải đưa vào cho anh em, y như lời di chúc của bác Hồ. Đấy, đấy. Không được, vì y như di chúc của người ta là cứ này lấy này đưa vô đó là thêm cho anh em. Vậy đều rồi, nó đều, không có nó nhảy. Cái này đưa vô đó là đẹp nhất, đúng không? Chứ cái này đưa vô đó là không được, nó lại mới quá. Mới quá một bên nó nhảy, một bên nữa nó nhảy làm bà đà. Đây, đây là cặp siêu phẩm. Đây, vỏ mới đang quấn luôn, phá luôn, gọi là bóc tem luôn các bác nha. Đấy, đưa vào cho em 7600 này cho nó hành tráng luôn. Đấy, quá sướng cho các bác. Các bác nào mà mua chiếc 4600 này thì các bác được một cặp vỏ mới, nhưng cặp vỏ cái sau thì nó cũng đã mòn nhưng mà vẫn còn ngon, được cặp vỏ mới trước. Đấy, và bây giờ thì thợ vá vỏ tiếp tục thay để đưa vào bên kia để cho em 4060 về Tây Ninh làm vợ người ta. Đấy, hôm nay chủ nhân là một cặp, chủ nhân của chiếc Ford 4610 mua tặng cháu gọi một chiếc xe. Đấy, 4060. Đấy, hai cầu zin nguyên bản các nhá, có cabin, có máy lạnh. Đấy, tức là ông bà ngoại mua tặng cháu về Tây Ninh Dương Minh Châu. Và thường thường những xe như thế này, đặc biệt như thế này thì thường thường về thành phố đi Tây Ninh, Dương Minh Châu và Tân Châu và rất nhiều. Trước khi sáng nay thì xe đã bán thì khoảng trên 10 cuộc điện thoại gọi cho Lê Tuấn nhưng mà không được. Các bác phải thông cảm. Xe chỉ có một cái, còn các bác thì rất nhiều. Nhiều bác không kịp tiền thì phải thông cảm. Đấy, vâng, và cuối cùng thì đã chuyển tiền xong các bác nhé. Vâng, và trong đây thì em cũng nói bác đây, chiếc xe này cũng chuẩn bị lên đường luôn rồi. Đấy, 101 đó nha. Đây, là tí nữa em review, thợ vào là review lên và nổ máy là cho Bình Thuận lấy. Còn chiếc Ford 3000 này các bác nha, Yamaha có cái mọc rất đẹp thì 70 triệu. Nếu bác nào mà nhanh tay nhanh chân thì có thể bớt được vài ba triệu. Đấy, đây này. Đấy, một cái mọc xịn đẹp của bánh đôi cầu 5 tấn. Riêng cái mọc này đã là 40 triệu. Đấy, rồi. Và thứ hai thì em vẫn làm theo đúng di chúc uy tín. Vâng, và hôm qua thì mới 24 tiếng đồng hồ thì đã trên 5.000. 5.000 các bác xem cái video này. Đấy, cho nên là phải nói là công nhận các bác cũng rất tin tưởng và các bác cũng thích máu những siêu phẩm đặc biệt hai cầu như 4600 và 4610. Đấy, đều giấy tờ đầy đủ hết, nhất là các bác tin đi. Còn em này nữa các bác nhá, em này 4600 chẵn luôn, 15G đẳng cấp đời T7, thay cặp vỏ mới cho các bác luôn. Như hôm nay thần tốc và quyết thắng, bác nào nhanh tay thì điện thoại cho em 0394 3268. Và bên em này nữa thì còn công ty còn tiếp tục hai em. Đấy, thợ đang còn làm tiếp tục một cái, hôm qua là lính chạy về và bị gãy luôn, sập cái mui và đang hàn lại. Còn em 5.000 hai cầu này thì 175 triệu bớt cho các bác luôn. Đấy,
có nha, rất xui dẻo má má chưa các bác. Đấy, đồng bộ giấy tờ đầy đủ. Đấy, hai cầu cầu lên 175, nếu như bác nào mà máu thì alo cho em, thì em có thể nói với chủ bớt cho các bác một chút đỉnh tiền xe tiền cổ về. Đấy, xe này. Đấy như vậy. Mọc thì tất cả mọc này là mọc siêu siêu bền, siêu to và siêu đặc biệt của Trung Sơn. Đấy, xe này đây các bác này nhìn, đây các bác biết số sườn này. Đấy, đây, các bác nhé. Đấy, số sườn nó máy đầy đủ. Đấy, đấy. Giấy tờ em đang cầm một bịch đây các bác này. Đấy. Khổ thế. Em chỉ đi review cho các bác, cho các chủ, nhưng mà thực tế thì bên hôm nay người mua cũng cho em được hai chị thôi các bác nhé. Đấy, giấy tờ đầy đủ. Đây, đấy, giấy tờ. Đấy, siêu phẩm đặc biệt, trời nắng quá. Hôm nay trời đẹp và xinh xinh, ngồi quán cà phê uống một mình. Đây các bác nha, một cặp vỏ mới đưa vào em 4.600, rất đẹp luôn. Và lấy cái vỏ này bù đắp bên kia. Đấy. Đây, và cuối cùng em dẫn các bác lại đây một chút. Và xong đợt này thanh lý, tiếp tục đợt thứ 3 lên sóng cho các bác những siêu phẩm Belarus tại công ty Anh Hoa, trên 25 chiếc. Đấy, và có những chiếc HG46G và những chiếc kia. Đấy, và chiếc này thì đang hàn xong chiếc ấy, là em vẫn lên sóng cho các bác luôn. Đây. Đấy. Chiếc này vẫn giấy tờ đầy đủ luôn cho các bác luôn, đầy đủ. Đấy, đang hàn lại cái mùi. Chạy mà bông mùi luôn. Đấy. Vâng, và sau đây thì em cũng nói các bác là bác nào mà đang cần một cái này thì em bán luôn cho các bác đây. Đây là một cái này các bác này, một cái visa của số cầu gì đó đây. Nếu bác nào mà cần thì nói với em nha. Đấy, em chụp hình em gửi cho các bác. Cái này của Ford. Cái này đã đang còn hàng mới luôn, nhưng mà các bác biết không, mua một cái này, mua một cái cùi thơm thì phải mua cái này luôn. 15 triệu giờ lấy cùi thơm ra, bây giờ còn dư cái này. Nếu bác nào cần thì alo cho em. Em bán luôn các bác nha. Đấy. Đấy, các bác loan tin cho bạn bè, ai cần. Em cũng chẳng biết cái này là cái gì hết. Đấy, đây chụp hình các bác luôn. Đấy. Của Ford nhá. Cái này Ford 4.600 luôn các bác nha. Ford 6 hai cầu luôn. Xịn xò luôn. Đấy. Đấy. Rồi. Và bác nào đang cần một bên kiếm, em bán luôn cho một bên kiếm. Bác nào có cái móc này này, em bán luôn bên móc cho các bác luôn. Đấy. Còn riêng cái này thì đã bán rồi. Bộ lạnh này của xe 4.600 là bán rồi, vừa xong. Để tí giao cho anh em. Đang thay vỏ. Đấy, và cuối cùng thì thợ gió đá vào. Đấy, để làm một chút công việc là xong hoàn tất. Đấy, và cuối cùng thì chúng em xin chân thành cảm ơn các bác. Hẹn lại các bác video sau.